Review đá me của TikToker Lê Quốc vừa mới lấy vợ. Vị ra sao mà ông lấy đá me thay thế cả rượu Samba trong ngày cưới trọng đại của ổng luôn. Thiệt sự đúng nghĩa là độc lạ Bình Dương luôn á mọi người ơi. Lần đầu tiên tôi thấy có người cưới mà lấy đá me thay thế rượu Samba luôn. Tò mò quá nên mua về một hộp thử nha. Giá tôi mua hộp này là 159 cành. Đóng gói rất là kỹ nè, bên đây rất là nhiều hạt đác luôn. Cái chất me nó sẽ hơi loãng á nên tôi nghĩ là khi cái này á bạn không cần phải bỏ thêm nước vô đâu, chỉ cần đập đá nhuyễn ra thôi. Vừa có me hạt nè, vừa có cả hạt đác nè. Nên tôi cho me rồi đá xay nhuyễn ra, đi kèm sẽ có một cái bịch đậu phộng nữa. Rồi khúc này đá nó sẽ tan ra chung với me luôn nên là mình không cần bỏ nước vô đâu nha. Cho khúc đậu vô thêm một xíu me nó cho nó đậm đà nè. Cái hạt me mình đã mềm rồi nha nên nhai vô nó dẻo nó sần sật ăn đã lắm mấy bà. Khác với những chỗ khác là me ở đây không cần bỏ đường nha. Đỡ tốn tiền đường luôn á mọi người ơi, đi kèm có bịch đậu phộng nữa. Nhưng mà nếu như mà không bỏ đường vô á thì tôi thích ăn đá me chua hơn, thì cái này tôi thấy là mình sẽ không tự điều chỉnh được độ ngọt của cái me. Ơi lộn nha, hình như cái này không phải là hạt đác á, nó là hạt thốt nốt hay sao á. Ăn vô á thì có một cái cục á thì nó sần sật, còn có cục thì nó mềm hơn nha, mà nó to nữa.